Chào các bạn, hôm nay tôi review về cái du lịch Hà Nội. Hà Nội chưa bao giờ hot. Cái kinh nghiệm du lịch của Hà Nội thì tự túc 2022 còn đặc sắc. Đến Hà Nội thì có nhiều chỗ đi, như là ẩm thực có, mà mua sắm có, hay là các khu phố cổ ấy nhộn nhịp đều có hết. Hà Nội trở nên đông đúc, nhiều cái điểm hấp dẫn cần phải chiêm ngưỡng khám phá. Cũng có nhiều thương hiệu đến từ Hà Nội làm cho cái đất phố cổ này là nổi tiếng, như thể Hàng Rong hay là hàng quán vỉa hè đều phát triển là mạnh. Đặc trưng của Hà Nội là đồ mỹ nghệ gốm sứ Đồng. Thì hôm nay thì là đi để ra đây là có tiệm giày ở đây để mua giày đã. Mua giày xong rồi mới đi để đi bộ lên Hồ Hoàn Kiếm. Đây giày, đây là của Bitit. Phải Bitit không, để xem lại đúng giày của Bitit. Đấy, thì để mua lấy một đôi, sắm một đôi giày để còn đi bộ quanh cái Hồ Gươm ở Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm đấy. Thời điểm mà đẹp nhất để đi Hà Nội thì bốn mùa rõ rệt thì đẹp nhất là mùa thu rồi. Nhưng mà mùa nào đi cũng được, nhưng mùa thu là thích hợp nhất vì nó mát. Tầm tháng 9, tháng 10 là cái thời điểm đây, thời điểm này. Ở Hà Nội thì đi bằng xe máy là tiện nhất. Còn thử các đôi giày xem, thì có một số đôi là dùng ok. Đôi này giày da cũng ok này. Đấy, ở Hôm Tây, mỗi phòng thì cũng có phong cách khác nhau, hoặc là nhưng mà ở thì thuê trọ là tùy, ở Hồ Tây cũng được, nhưng mà giá thì nó sẽ tùy theo view. Là đi đâu ở đi thì sau khi mua giày xong thì là sẽ đi ra quảng trường Ba Đình và Lăng Bác. Thì đây chắc chắn là nơi là không thể bỏ qua được. Lăng Bác thì nó ở đường Ngọc Hà, chỗ có cổng vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hồ Tây về đêm thì phải nói là lung linh, đẹp và lung linh. Hầu như các đôi là đều đi Hồ Tây hết. Hôm nay hít thở không khí đi bây giờ thì không như ngày xưa. Bây giờ thì nó đông tràn ra rồi, bụi xe cộ sợ lắm rồi, không như ngày xưa thì nó vắng, ra là cây cối nó sạch sẽ, nó gọi là lá phổi xanh của Hà Nội đấy. Thì đi dạo ở một vòng quanh Hồ Tây thì cũng giống như thì là sông Hương của Huế ấy. Hồ Tây thì có nét bình yên lặng lẽ. Buổi sớm thì ghé thăm đây, rất nhiều người đến đây để ngắm cảnh thể dục, hít thở không khí trong lành. Và Hồ Tây cũng rất rộng nên là không có địa chỉ cụ thể nào, mà chỉ nằm ở gần trung tâm, vòng qua các trục đường như Thụy Khuê này, Thụy Khê này, Thanh Niên này, Nghi Tàm, Âu Cơ, Lạc Long Quân. Nếu mà đi Hồ Tây thì phải dành hẳn một buổi để đi Hồ Tây. Ở đây thì có cảnh hồ hay là nhiều đền chùa hay những món ăn ven hồ cũng được, cũng hợp lý. Thứ hai là phố cổ thì còn không như ngày xưa nữa, phố cổ giờ là đông đúc tấp nập rồi, mà đi rất khó, chỗ không có chỗ để xe. Đủ 36 phố phường nổi tiếng trong thơ đấy, thì đây ghi dấu ấn độc đáo của Hà Nội về thế kỷ 19 với kiến trúc mà phong cách Pháp rõ nét. Đến đây thì cảm nhận được là Hà Nội riêng. Thì sau khi mua giày ở đây, mua dép rồi sẽ đi, có thời gian đi bộ quanh phố cổ. Mà phố cổ thì một cái hồn, gọi là cái hồn riêng của Hà Nội. Để di chuyển đến phố cổ thì xe ôm hoặc taxi hoặc xe buýt. Nhưng mà sau khi mua đôi dép này thì chuyển sang đi bộ. Cho hỏng dép thì thôi. Phố cổ biết đến là cái ẩm thực 36 phố phường, nhiều món đặc trưng như bún đậu, bún chả, có cả bún chả Obama đấy. Đi bộ là tốt,
đi bộ thì đi cho hỏng dép luôn. Mà đôi dép Bitit thì để quảng cáo luôn là độ bền của dép Bitit. À, đi Văn Miếu. Văn Miếu thì cũng nhiều chỗ để đi, nó là từ xa xưa rồi. Tự hào là Văn Miếu Tử Giám ấy, là một trong... Đây là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo của Việt Nam, Văn Miếu Tử Giám, để thờ kính bậc Nho giáo đấy. À, chùa Một Cột. Chùa Một Cột thì quá nổi tiếng ở Hà Nội rồi, mà cũng là địa điểm du lịch đẹp của thủ đô. Chùa nằm ở phố Chùa Một Cột, sát cạnh quần thể di tích ở trung tâm của quận Ba Đình. Sau khi viếng Lăng Bác thì qua đây là tiện luôn. Chùa cũng được bảo tồn rất tốt rồi. Hồ Hoàn Kiếm, là Hồ Gươm đấy. Hồ Gươm rồi thì là phố đi bộ rồi. Nằm trong phố cổ đấy là Hồ Hoàn Kiếm. Còn gọi Hồ Gươm nổi tiếng truyền thuyết rùa thần ngoi lên mặt nước để đòi gươm. Đây cũng nhiều địa danh khác. À, có thể nói đến như đền Ngọc Sơn, cầu Tế Húc, cái tháp Bút đều nổi tiếng trong thơ rồi. Đừng quên ghé thăm kem Tràng Tiền, nổi tiếng từ lâu đời thủ đô đấy. Phố Tạ Hiện, Tạ Hiện thì giờ tấp nập đông đúc toàn Tây thôi. Buổi tối ra Tạ Hiện đau đầu nhưng mà tấp nập, giới trẻ mê mẩn phố đi bộ thì đây cũng có phố đi bộ. Chỉ có một tràn hết ra cả đường để ngồi thôi, mà chả biết có cái gì đâu mà cũng tràn ra đường để ngồi. Đứa trẻ giờ lạ lắm, thiếu người để nói chuyện ấy, nên là cứ tràn hết ra đường thôi. Review hết rồi, hết, tạm biệt.